nghèo, anh vẫn tin mình nghèo. Chắc anh đã không buông xuống nếu như em không nói câu dừng lại. Đã có lần anh từng bảo mình được là thi sĩ, để viết ra hết tình cảm của mình trong từng suy nghĩ. Chỉ mong có thể tìm ra được một người tri kỷ, nhưng giấc mơ nó không thành bởi vì nó vẫn thật là phi lý. Nếu là thơ thì anh đã viết được cách trăm bài. Nếu là vì em anh không ngại tháng năm dài. Nếu là vì có thể nói ra mình ta còn mến nhau, sao em không nói là mình đã chót thương một người đến sau. Nếu là thơ thì anh đã viết được cả trăm bài. Nếu là vì em anh không ngại tháng năm dài. Nếu là vì có thể nói ra mình ta còn mến nhau, sao em không nói là mình đã chót thương một người đến sau. Thật là ngày nắng chân tình ta, nên là như vậy thì cũng chẳng thể tìm mình nha.